Xin chào tất cả phụ huynh và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ vào học chủ đề số 20, ngày tuyệt vời. Các em hãy mở quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 1 tập 2 ra trang số 8. Cô sẽ hướng dẫn cho các em giải cái chủ đề ngày 20, ngày tuyệt vời của bài học ngày hôm nay nha. Một nhỏ, các em sẽ điền vào những cái chỗ chấm này nè, những cái chỗ còn trống. Ví dụ như ở đây cô có phần huân chương thì chúng ta sẽ biết đây là huân chương, thì các em sẽ thêm vào đây âm hờ, đọc là huân chương. Huýt sáo, khuyên bảo, rồi kỷ luật, tuyết rơi, huỳnh huật, ngoảnh lại, ngoạm cỏ, bước ngoặt, con hoảng. Các em xem lại câu 1, phần này khá là quan trọng. Các em xem lại trước khi cô chuyển sang câu số 2. Câu 2, đây là hình ảnh. Các em sẽ điền vào những cái bức tranh ở bên dưới là những cái chấm âm cờ hoặc là âm ca. Đây là cái cây quất. Như vậy, cái chữ cây thì sẽ là âm cờ. Cây quất. Sang bên đây, đây là cái cây cây kim dùng để mài quần áo đó. Chúng ta sẽ sử dụng âm ca, cái kim. Câu 3, các em cũng điền vào những chỗ chấm còn trống âm vờ hoặc là âm giờ. Đây là hình ảnh duyệt binh âm giờ. Rồi, chim vành khuyên, vành là âm vờ. Câu 4, các em sẽ điền vào những chỗ chấm âm chờ hoặc là âm trờ. Kể chuyện, trăng khuyết, câu 5, chúng ta sẽ điền vào âm sờ hoặc là âm sờ. Đây là cái sợi dây, sợi dây. Còn đây là hình ảnh mùa xuân. Cô chuyển sang phần đọc, các em sẽ đọc bài ở đường sách. Mẹ đưa Nguyệt đi xem đường sách. Một thế giới sách rực rỡ tuyệt vời trước mắt Nguyệt. Sách lung linh trên các tấm ba nô. Hai bên đường các quầy sách tầng tầng lớp lớp nhưng trông vẫn đẹp và thoáng. Nguyệt như lạc vào rừng sách. Cô bé vui sướng nắm tay mẹ, hòa vào dòng người trước các quầy sách. Câu hỏi: mẹ đưa Nguyệt đi đâu? Các em sẽ trả lời: mẹ đưa Nguyệt đi xem đường sách. Câu 2, nêu hình ảnh em thích trong bài đọc trên. Em thích cái hình ảnh nào? Ví dụ như em thích hình ảnh sách lung linh trên các tấm ba nô, hoặc là em thích các quầy sách tầng tầng lớp lớp nhưng trông vẫn đẹp và thoáng. Đó là cái hình ảnh các em thích.
Xuống trên đây chúng ta sẽ chuyển xuống. Mẹ đưa Nguyệt đi. Phần các em viết nè, các em sẽ điền vào những cái chỗ ở dưới đây, điền vào chỗ trống mẹ đưa Nguyệt đi. Thì các em sẽ ghi vào mẹ đưa Nguyệt đi xem đường sách. Chấm. Rồi, chúng ta sẽ xuống đây, các em sẽ viết lại phần mẹ đưa Nguyệt đi xem đường sách. Đi xem đường sách. Chấm. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo.